À, cả nhà ơi, bây giờ là em bắt đầu nướng bánh mì hoa cúc nhá. À, em xếp bằng cái con lò đối lưu ACA này. Nhiệt trên là 161 độ, nhiệt trên là 100, nhiệt dưới là 190 độ và em cài thời gian là 25 phút nhá. Đấy thì thường sẽ mọi lần em nướng là hết khoảng 22 đến 24 phút ạ. Một năm rồi. Đấy là em nướng lò này là nhiệt là chuẩn zin như thế, em không cần phải cài nhiều. Đấy, nhưng mà bởi vì là em có quay nên là em sẽ để dư ra một chút và sau đó thì mình sẽ theo dõi nhá. Đấy, và lần nào em cũng nướng là cái nhiệt như thế này luôn, và không cái lò ASEAN này là nó không bị giảm nhiệt lò trong cái quá trình mà mình sử dụng đâu ạ. Nó khác với các cái dòng lò khác trên thị trường, quên lắm, mình chưa vệ sinh cái khoang lò. Đấy, em nướng nhá, em đang nướng ba bánh mì hoa cúc này, em cho vào đây nhá. Đấy, hiện tại là lúc em cho vào là 24 phút nhé. Đây, đấy, bật đèn nhá. Đấy, mọi người nhá, để em sẽ cho quay và live stream từ đầu đến cuối để cho mọi người xem nhé. Quay trực tiếp luôn là nó là trong vòng bao nhiêu phút là nó sẽ đạt được bánh nhá. Đấy, bánh thì em làm hôm qua và em lại quên mất là em không quay lại. Hôm qua em quay có một chút sự cố, nên là sự cố về điện thoại ấy, nên là không không quay được. Làm gần xong bánh đến cái lượt cho bơ vào thì mới biết là chưa quay, mình chưa quay. Đấy, em đang làm nhá, thì mình có thể theo dõi cái quá trình mà bánh nó đạt bột làm bánh nhá. Chỉ 24 phút là đạt thôi ạ. 24 phút lần nào cũng thế, và mình sẽ quan sát được cái quá trình mà nó gọi là nở như thế nào nhá, mọi người nhá. Đấy. Mọi người theo dõi giúp em nhá, qua livestream nhá, nếu mà có cần hỏi gì thì mọi người cứ hỏi em nhá. Ừ, không là em lại chạy đi một lúc. Mà con lò này thì rất là tiện ạ. Em test xong rồi là em đi, chứ em không phải ngồi canh đâu. Khoảng 5-10 phút thì em qua em nhìn một lần, chứ không như cái lò khác như kiểu Sanaki. À, khi mà mình dùng một thời gian vài tháng là nó bị yếu nhiệt đi, nó bị mất cái môi chất, nó bị yếu đi. Nhưng lò ASEA là không bị đâu. Em dùng tới nay là 1,5 năm rồi, và nhiệt nó rất là chuẩn nha mọi người nhá. Nhiệt chuẩn zin luôn. Tức là em không có thời gian, em không có thời gian để mà cứ phải ngồi canh ấy, hay là để đấy xong rồi em chạy thì ạ, em chạy đi chỗ khác, làm việc khác ạ.
Đấy cả nhà ơi, ở phút thứ 12 nhá là bánh đã nở rồi, nở tung cánh ra rồi đấy mọi người ạ. Đấy, mà nó đã nở ra rồi và bột, nói chung là hôm nay mình ủ bột là cũng nở đạt rồi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy không? Là rất là chuẩn luôn, đúng cái quy trình là khoảng phút thứ 10, phút thứ 12 là nó đã nở ra rồi nhá. Sau đó thì 12 phút nữa là nó sẽ chín và là vàng bánh nhá. Không sợ bị cháy đâu. Ngày xưa mình đã dùng rất là nhiều dòng lò, xong rồi cái nhiệt của nó là bị chênh ấy. Nếu mà cài nó chứ không, nó không zin như con ASEAN này đâu. Con ASEAN này khi mình nướng là nhiệt trên là 160. Nhưng mà mình nghĩ xét nhầm là 161 thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Nhiệt dưới là 190 và lúc nào mình cũng nướng như thế, khoảng 25 phút. Đấy, khoảng 23 đến 25 phút. Nó có chênh thì chỉ chênh 1 2 phút thôi, mình sẽ canh cái thời điểm đấy. Chứ không giống như là những cái loại lò khác mà mình nướng xong mình để 15 20 phút sau dậy nó cháy đen cháy thiêu đâu ạ. Đấy, cả nhà nhá, mọi người xem này, cực cực kỳ là thích luôn. Lò đấy. Do là cái mình thắp bím ấy, là bột hôm nay nó cũng hơi ướt nên là nó không không tung được cánh mọi người ạ. Đấy, bột của mình nó hơi bị ướt một chút. Mình cho hơi, hôm vừa rồi trộn bột thì là nó hơi bị ẩm ấy, hơi bị ẩm trứng, cho dư trứng. Hay là nó cũng bị không không tách được cánh, bột hơi dính, hơi ướt. Nhá, cả nhà mình ạ. Sớm mới làm gì mình ăn quả roi. Còn 10 phút nữa.
6 phút nữa ạ. Mọi người nhớ không? Bánh không? 6 phút nữa là bánh nó sẽ chín nhá. À, có nứt đừng nhưng nứt không đáng kể. À, làm hắc cúc này này. Khi mà cái bột mà khi cho bơ vào ấy khô khô một chút. Nhưng hôm rồi em cho bị dư mất một quả trứng nên là một tấm bị mềm quá. Đấy, nên là khi mà tạo hình bánh mà nướng ra thì nó không tung được cánh nhưng mà vẫn ngon. Em cũng vẫn thích làm lượng đấy, nó có tung được nhá. Nó có tung được đấy. Có tung cánh lại để em zoom gần nha, zoom gần cho mọi người xem nhá. Bật đây này. Đó. Đẹp chưa ạ? Đẹp không ạ? Đấy. Asia này, lò của Asia nó là top đầu về chất lượng này, có con bánh thứ ba là tung được nhá. Con thứ hai là tung ít. Con thứ nhất là cũng tung nhá, cũng bung cánh. Muốn lò mà bung cánh ấy thì mình sẽ phải lúc mà trộn bột ấy. Lúc trộn bột mình trộn nó kiểu như là khô một chút ấy. Của em là hơi bị hôm nay hơi quá ẩm. Hôm nay em làm bánh nó cũng hơi to mọi người. Bánh của em đây là 300 một cân 2 400g một cái bánh này nên là khả năng em phải tăng nhiệt lên một chút vì nếu không em sợ là nó sẽ không chín. Và khi em chỉ làm 330g nhé, em sẽ tăng cái thời gian nó lên một chút này. Theo em là phải cho nó thêm 2 phút nữa. Đấy, nếu không nó không chín. Bởi vì hôm nay của em là 400g một bánh này. Mọi khi là em chỉ làm có 300g thôi. Đấy. Nên là sẽ tăng lên một chút nhá. Tăng lên bởi vì mọi khi của em là 300g nhưng mà bình thường là em làm 330g nhưng mà hôm nay công thức của khách mới là 1 cân 2 bột. 1 cân 2 mà chia ra 100 thì em thấy nó hơi bé bé, thế nên là em đã làm thay vì 4 cái thì em làm có 3 cái thôi.
Ôi, mày em cho thêm về là nếu không là sợ sống. Bánh nó là 400 g một cân 2, em sẽ gửi lại cho mọi người cái quá trình mà em đánh bột và em cân bột nhá. Còn 1 phút nữa thôi ạ. À, em nghĩ là chắc là ok đấy, bởi vì là khả năng là ok, bởi vì em đã tăng lên là 3 phút, không không rõ là 3 phút đã đủ chưa. Bởi vì là 400 g bột ạ. Đi kiếm cái rẻ cái khăn. Không hề mở ra một chút nào luôn, để xem qua ấy thôi. Bình thường là mọi người còn có thể mở ra đúng không? Đấy, nhưng em không hề mở. Có vẻ là cũng ok đấy cả nhà. Thôi, to quá. Rất là to luôn. Đèn mỗi lần được 30 phút nhé cả nhà nhé. Đấy, em cho quay lại. Đấy, được rồi này, kết thúc rồi. Đấy, lò này. Đấy, kết thúc. Em nên là sẽ báo kết thúc nha. Sẽ báo kết thúc này. Giờ mình mở lò nhé. Wow. Này, to quá. To quá thể luôn ý. Tức là đã chín chưa? Đấy, bánh này. Tưởng không bung
bung cánh như là bung rất đẹp luôn. Rau là lò đấy. Rau lò. Đây để em quay nha. Bỏ ra em quay cho cả nhà nha. Đấy. Được chưa ạ? Lò đối lưu Asia. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi livestream nhé.